Hello, chào mọi người. Chào mừng quay trở lại với kênh YouTube Trade Mobile, kênh chuyên mua bán, trao đổi điện thoại giá rẻ. Đó là ngày 26 tháng 7 2022. Em lại tiếp tục lên một video mới nữa để giới thiệu đến mọi người những sản phẩm điện thoại giá rẻ đang có tại hàng của em trong ngày hôm nay mọi người nhé. Địa chỉ hàng ở bên em là 133 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Ngoài ra bên em có ship hàng toàn quốc cho mọi người ở xa, hình thức là COD, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tại nhà mọi người nhé. Em dùng số điện thoại Zalo là 0979 này 622994 và số nhắn thường xuyên là 0358479029. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn những chiếc điện thoại có trong video của ngày hôm nay để mọi người đón xem để chọn mua mọi người nhé. Đầu tiên ngày hôm nay thì bên em về được một chiếc Samsung Note 20 Ultra 5G bản Hàn một SIM mọi người nhé. Máy hình thức này màu đen, nói chung là viền này rồi là lắp lưng còn được khoảng 98%, máy rất là đẹp luôn mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn này, máy màu đen. Cái viền của con Note 20 Ultra này nó dày dặn, nó vuông vắn hơn con Note 10 Plus rất là nhiều. Đây mọi người nhìn này. Đấy, hai con thiết kế thì nó cũng tựa như nhau thôi, nhưng mà con Note 20 Ultra 5G này thì nó dày hơn con Note 10 Plus một chút. Đó, thì em sẽ đi sâu hơn vào trong mọi người nhé. Đấy, Note 20 Ultra 5G bản hoàn một SIM. Pin của nó là 4500 mAh mọi người nhé. Màn hình này thiết kế thì cực kỳ đẹp luôn. Con này thì màn 120Hz rồi mọi người nhá. Và cái cấu hình RAM của nó sẽ là RAM 12, bộ nhớ 256GB. Rồi để em sẽ để em vào đây em xem con chip của nó mọi người nhá. Ngày hôm nay thì em có duy nhất một con này về cùng lô thì em bán cực kỳ rẻ cho mọi người để mọi người tham khảo luôn mọi người nhá. Đây thì em sẽ tra ở di động Hàn. Di động Hàn hiện tại đang bán 13.590.000 mọi người nhá. Đó. Cấu hình này, cái màn hình của con Note 20 Ultra 5G này thì trang bị là màn hình là Dynamic AMOLED này, 6.9 inch, công nghệ màn hình là Quad HD cộng 2K cộng mọi người nhé. Camera chính là 108MP, phụ là 12 và cảm biến laser AF, cam trước 10MP và con chip của nó là Snapdragon 865 cộng. Đó mọi người nhé. Có sạc nhanh đầy đủ hết luôn. Nói chung là vân tay ở trên màn hình này, cảm biến khuôn mặt, hai kiểu bảo mật đặc trưng của cái dòng Note 20 Ultra thôi. Bút S Pen này, bút S Pen thì chụp ảnh từ xa vẫn bình thường luôn mọi người nhá. Camera con này thì mọi người nhìn cụm camera này, zoom lên thì khỏi phải nghĩ luôn. Đây mọi người nhìn này. Đấy, người này zoom về từng cái góc cạnh của nó luôn mọi người nhá. Đấy, cam trước cam sau ok hết này. Rồi bây giờ thì em sẽ trải nghiệm qua cái loa của con Note 20 Ultra này nhé. Màn zin đẹp không ngáo mố, áp suất đầy đủ mọi người nhé. Đấy, mình nghe loa của nó khủng khiếp chưa. Đây, màn hình này. Nó nghe to nha, màn hình đẹp không xuất sắc luôn này. Điền riết đẹp mọi người nhá. Màn 2K cộng xem phim phê phải biết luôn. Áp suất có mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này, áp suất có nhá. Đó, tổng thể con này thì máy đẹp được khoảng 98% này, zin nguyên bản áp suất đầy đủ này, Note 20 Ultra 5G bản Hàn, hỗ trợ bản 5G các thứ đầy đủ hết mọi người nhá. Con này tại em đang bán là 10.500.000 đồng, bảo hành 3 tháng, lỗi 1 là 1 trong tháng đầu tiên, bao gồm cả màn hình luôn và tặng cho mọi người giá màn hình này, tặng ốp lưng này, tặng sạc cáp 25W mọi người nhá. Đó, Note 20 Ultra 5G, ai yêu thích thì nhanh tay lô cho em nhé, 10.500.000 đồng thôi. Thể trải nghiệm rất là hợp lý luôn. Rồi, chiếc tiếp theo là một chiếc Note 10 Plus 5G. Con này thì đã được lên 2 SIM rồi mọi người nhá. Note 10 Plus 5G hiện tại lên 2 SIM rồi và lên 2 SIM là không phải rót máy nên là mọi người dùng ứng dụng ngân hàng tất cả các ứng dụng thoải mái nhá, không bị báo lỗi là rót máy đâu. Đấy, Note 10 Plus 5G bản Hàn đã lên 2 SIM rồi. Con này thì pin là 4300 mAh, màn hình là rộng là 688 inch, Dynamic AMOLED mọi người nhá. Đấy, nó Note 10 Plus 5G thì nó thiết kế nó mỏng hơn con Note 20. Đây mọi người nhìn viền viết con này nói chung là đẹp được khoảng 98-99 luôn mọi người nhá. Máy màu đen này.
không cấn mông ngóp gì luôn. Mặt lưng chiếc là rất là đẹp luôn mọi người nhá. Má mắt camera sau này, đèn flash các kiểu ok chưa? Con này máy hình thức đẹp nhá. Hiện tại bên em bán với giá là 7,2 triệu, bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp này, dán màn hình này, cũng như là tặng ốp lưng đầy đủ hết cho mọi người, bảo hành 3 tháng. Logi được lấy trong 1 tháng đầu tiên, bảo hành 3 tháng phần cứng. Cấu hình thì sẽ là RAM 12/256 này. Rất là ok luôn. Bút S Pen thì chụp ảnh từ xa bình thường mọi người nhá. Đấy, camera thoải mái luôn. Chạy loa kép. Đây mọi người nhá. Chụp ảnh từ xa bình thường hết này, màn hình trong veo này, kính kiếc đẹp không xước xát luôn. Đó, chiếc thứ hai là chiếc Note 10 Plus 5G màu đen này, lên 2 SIM đầy đủ rồi mọi người nhá. Con này bán 7,2 triệu. Đó, ai yêu thích thì cứ alo cho em nhé. Qua hai số điện thoại ở bên trên đây. Máy móc thì em đảm bảo mọi người là máy thì men zin màn zin. Con nào tình trạng như nào sẽ nói trực tiếp luôn. Đó. Rồi tiếp theo là một dòng sản phẩm nữa lâu lắm mới về tại cửa hàng. Đó là dòng sản phẩm là S15G. S15G hiện tại trên tay em có hai màu, màu đen và màu đa sắc mọi người nhé. S15G thì nó là một cái dòng cũng tương đương, màn hình tương đương to, không khác gì con Note 10 Plus 5G luôn mọi người nhé. Màn của nó là 6.7 inch thôi. Đó, Exynos 9820, RAM 8/256. Con này hỗ trợ là một SIM và cũng có hỗ trợ mạng 5G tại Việt Nam luôn mọi người nhé. S15G này, pin của nó thì là pin 4500 mAh, có vân tay ở trên màn hình luôn. Đó, vân tay rồi khuôn mặt các thứ đầy đủ hết mọi người nhé. Màn thì trong veo không làm mố này. Đó, cam trước này, cam kép S15G màu đa sắc, viền viếc đẹp mọi người nhé. Cổng sạc Type-C này, sạc tăng em 3.5 nếu ai thích thì mọi người nhé. Đó, màu đa sắc, viền viếc đẹp chưa? Đó, rất đẹp luôn mọi người nhé. Ba mắt camera sau này, S15G sạc nhanh các thứ vô tư hết này. Loa sẽ loa kép mọi người nhé. Hiện tại bên em có hai màu S15G, RAM 8/256, màn Dynamic AMOLED này 6.7 inch, pin 4.500 cực kỳ trâu bò luôn. Em đang bán cặp này với giá là 5.200.000 đồng mọi người nhé. 5.200.000 một chiếc, bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp này, dán màn hình, tặng ốp lưng đầy đủ luôn mọi người nhé. Ai mà đang quan tâm đến dòng S15G thì alo cho em số nhất đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo là 0979 622 994, số lạc thường xuyên là 0358 479 029. Rồi tiếp theo là tới dòng Note 9. Note 9 thì cũng là một dòng sản phẩm lâu lắm em mới về được rồi. Hiện tại trên tay em có hai màu nhé, màu trắng và màu xám titan. Hai con này thì nói chung là đẹp, gần như là đẹp leng keng xà beng lên. Mọi người nhìn viền này, đẹp chưa? Đẹp leng keng xà beng luôn mọi người nhé. Một trắng, một titan. Hai con này thì đều là bản Hàn, đã nó lên 2 SIM hết rồi mọi người nhé. Lên 2 SIM mọi người dùng thoải mái luôn. Đấy, con màu trắng này rất là đẹp luôn, con màu titan rất là đẹp luôn mọi người nhé. Hai con máy thì áp suất này căng căng luôn. Đây thì em sẽ chuyển sang tiếng Việt nhé. Đó, màn hình zin đẹp không ngả mố một chút nào. Note 9 bản Hàn, lên 2 SIM đầy đủ hết rồi mọi người nhé. Pin của Note 9 là pin 4000 mAh này. Màn hình là công nghệ 2K cộng mọi người nhé. Màn cực kỳ đẹp, sáng choang luôn. Loa chỉ chạy loa kép luôn. RAM 6 bộ nhớ 128GB này. Có vân tay một chạm nhé. Cam sao cam kép, quét vùng mắt, rồi là quét khuôn mặt tân tật đầy đủ. Gì cái gì cũng đẳng cấp luôn. Tầm tiền này mọi người mua Note 9 thì cực kỳ hời nhá. Đấy, áp suất căng nét này, loa chạy loa kép nhá. Bút S Pen con này thì cũng chụp ảnh được từ xa luôn. Đây mọi người nhìn này, cam này, cam nét chưa? Đó, flagship mà. Đó, nó chín này. Đây để em chuyển cầm sao em lấy bút em chụp thử này. Đấy nhá. Đấy mọi người chưa, chụp ảnh này. Đấy, chụp vào đây rồi nha. Ok chưa? Note 9 này, màu titan, màu xám titan này. Cổng sạc Type-C đầy đủ nhá. Jack 3.5, sạc nhanh các thứ thoải mái luôn. Đó, hai màu, một màu trắng này, trắng sữa này. Đó, một màu xám titan, hai con đều đẹp keng không ngả mố mọi người nhá. À, hiện tại cặp này thì mình bán là 4.500.000 một chiếc nhá. 4.500.000 đồng một chiếc này, bảo hành 3 tháng, sạc cáp đầy đủ này, ốp lưng này, tặng dán màn hình, bảo hành 3 tháng, lỗi một là một trong tháng đầu tiên mọi người nhá. Đó, hai con này thì bán 4.500.000 một chiếc nhá. Mọi người yêu thích thì alo ủng hộ em nhá. Rồi cũng là một con Note 9 nhưng mà là con màu đen, hình thức thì nói chung là cũng đẹp đấy. Thế nhưng mà kính thì nó sẽ bị
kính thì nó sẽ bị nứt ở một góc này thôi này. Đấy mọi người nhé, kính nứt nhỏ ở góc này. Nói chung là nó không liên quan, nó không ăn vào cái màn hình giữa nên là mình cũng, nó cũng do vận chuyển thôi. Mình cũng không muốn sang sửa, cũng không muốn gửi đi ép kính làm gì cả. Nó cũng không ảnh hưởng nhiều nên là mình sẽ bán luôn mọi người nhé. Con này hiện tại là bán 4 triệu này. Đó, nó chín màu đen, cũng lên 2 sim rồi. Hình thức cũng đẹp này. Bị rịa thì kính ở góc này thôi, chả ảnh hưởng gì mọi người nhé. Giá màn hình ốp lưng đầy đủ hết cho mọi người, bán 4 triệu này. Ai yêu thích thì alo cho em nhé. Có 3 màu đấy, màu trắng, màu titan và màu đen. Đó, hai cái màu như vậy mọi người nhé. Rồi tiếp theo thì em lại giới thiệu đến mọi người một cặp nữa, đó chính là Note 15G. Note 15G ngày hôm nay về được hai con thôi, màu đa sắc này và màu đen. Hai con hình thức thì cũng được khoảng 97-98%. Đó mọi người nhé. Viền con đa sắc thì có cực nhẹ tí ở đây thôi, còn con đen thì nó hơi sơ sát ở tí ở cả góc này này. Nói chung là hai con thì tình trạng thì cũng như nhau thôi. Bút S Pen thì vẫn chụp ảnh được từ xa bình thường mọi người nhá. Máy thì đảm bảo nguyên zin này. Note 15G thì cũng là một sản phẩm cấu hình rất là cao. RAM 12 cũng như 256. Thiết kế chung với con Note 10 Plus 5G nhưng mà cái kích thước nó nhỏ hơn. Kích thước con này thì chỉ có 6.4 thôi, còn Note 10 Plus thì sẽ là 6.8 inch nhá. RAM 12 của nhà 256 này, có trợ mạng 5G tại Việt Nam luôn. Chip và camera thì không khác gì con Note 10 Plus luôn mọi người nhá. Đó. 8.6 ok hết này. Bút S Pen chụp ảnh từ xa bình thường hết luôn. Màn hình zin đẹp không ám ố mọi người nhá. Note 10 5G. Hiện tại Note 10 5G có hai màu như này thì em bán cho mọi người với giá là 4.8 triệu một chiếc nhá. 4.8 triệu một chiếc thôi, bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp, giá màn hình đầy đủ hết cho mọi người luôn. Lỗi chỉ đổi đấy trong 1 tháng đầu tiên. Đó, có hai con Note 10 5G này thôi nhá, bán 4.8 triệu một chiếc. Ai quan tâm yêu thích thì cứ alo cho em nhá. Rồi, tiếp tục sang một dòng sản phẩm nữa, đó chính là S9 Plus này. S9 Plus thì có lẻ loi đúng một con này thôi, máy màu đen. Hình thức bên ngoài thì nó có xước sát mọi người nhá. Hình thức bên ngoài thì cũng có xước sát. Kính thì cũng xước nhẹ thôi và màn hình thì có ám nhẹ một chút xíu thôi. Nhẹ một chút xíu mọi người nhá. Đấy mọi người nhá, để ý kỹ thì mới thấy ám nhẹ thôi. Còn S9 Plus này thì bản hàn một sim này. Con này thì là bản 256 nhá, bản 256 này. Bình thường thì chỉ có RAM 664 hoặc là RAM 6/128 thôi. Nhưng con này thì là bản max dung lượng là bản 256 luôn. Đó, thì con này sẽ là bán cho mọi người với giá là 3.1 triệu nhá. Đấy, 3.1 triệu S9 Plus này. Đó, 3.1 triệu. Ai yêu thích thì alo cho em nhé, tặng mọi người full đồ luôn. Rồi tiếp theo là một con nữa, đó chính là A95G. A95G thì em vẫn còn hàng ám nhẹ này, và hàng đẹp thì em cũng không có nhiều đâu. Hàng đẹp đây thì có một con này thôi, đẹp không ngắm mố mọi người nhá. A95G máy đẹp, màn hình đẹp không ngắm mố này. Đó. Máy thì A95G em giới thiệu lại mọi người một chút nhá. Máy sử dụng công nghệ là màn hình là AMOLED giá rộng 6.7 inch, pin của nó là pin 4500 mAh, trâu hơn cái dòng hiện tại cùng phân khúc là dòng V50. V50 thì pin là 4.000 thôi, nhưng con này pin 4.500 này và có hỗ trợ mạng 5G tại Việt Nam luôn mọi người nhé. Đó. Và cái cấu hình thì là RAM 6, bộ nhớ là 128GB, có vân tay ở trên màn hình và có khuôn mặt. Đó. Màn hình con này thì màn hình trong luôn này, không ám ố luôn một chút nào mọi người nhé. Đó, mọi người nhìn màn trong chưa? Đằng sau lưng là 3 mắt camera này. Vỏ thì màu trắng sữa mọi người nhé. Viền viếc đẹp chưa? Đẹp hết mọi người nhé. Nói chung là gì đẹp này. Đó, càng nét càng luôn. A95G một con này thì đẹp, màn hình đẹp không ám ố này. Đẹp keng, em bán là 3.8 triệu mọi người nhé. 3.8 triệu, có tặng cho mọi người cường lực này, sạc cáp đi kèm luôn nhé. Rồi, đấy là một con máy đẹp. Còn A95G màn ám nhẹ bên em vẫn còn nhé. Bên em bán là 3 triệu tròn một chiếc này, bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp đầy đủ luôn cũng như là tặng cường lực cho mọi người nhé. Đó, nó chỉ màn nó chỉ ám nhẹ thôi, còn đâu là mọi chức năng bình thường và em vẫn bảo hành cho mọi người bình thường hết luôn nhé. Đấy, màn thì ám cực kỳ nhẹ luôn, vân chân vân tay đầy đủ luôn. Bán 3 triệu mọi người nhé. Mọi người mua về, mọi người cày game này, chơi game trong cùng phân khúc này thì con A95G này gần như là đỉnh nhất rồi. Chạy con chip là Snapdragon 855, RAM 6 bộ nhớ 128, vân tay ở trên màn hình cũng như là 3 mắt camera sau. Chơi game thì khỏi phải nghĩ nhá. Tất game hiện nay đều rất là mượt và phản hồi từ người dùng mua A95G về bên em thì rất là tốt mọi người nhá. Dùng rất là mượt, đa số game hiện nay chơi thoải mái luôn. Đó. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu sang một số máy có giá trị nhỏ hơn nữa mọi người nhé.
Đầu tiên là một con A50. A50 con này thì bản chính hãng 2 sim, máy màu xanh. Thì hình thức ở bên ngoài thì cái lắp lưng thì có sức phải nhẹ một chút thôi, cũng không đáng kể. Nói chung là còn khoảng 95-97%. Viền viết đẹp này, không bị cấn móc luôn mọi người nhé. A50 có cổng sạc Type-C sạc nhanh, jack tai nghe 3.5, loa ngoài bên dưới đây. Và màn hình là rộng là 6.2 inch, màn là Super AMOLED mọi người nhé. Đây, A50 bản 2 sim công ty này, pin 4000 mAh, cấu hình thì là chạy RAM 4, bộ nhớ 64GB mọi người nhé. Con này thì có vân tay ở trên màn hình luôn, đó, rất là hay. Đây, cắm trước cắm sau đầy đủ luôn. Đó, và cái con A50 hiện tại bên em đang bán là 2.300.000 đồng, máy bảo hành 3 tháng, tạ sạc cáp cho mọi người đầy đủ nhá, dán cơ lực cho mọi người. Hiện tại con này thì đang dán màn hình rồi, như là miếng dán miếng thường thôi, thì mọi người mua thì em sẽ bóc ra dán cơ lực cho mọi người nhá, tạ sạc cáp nhanh này, cũng như là tặng dán màn hình cho mọi người luôn, 2.300.000 thôi, A50. Ai yêu thích thì nhìn telo nhá, màn hình zin đẹp không ám ố này. Đó, con nào con đấy thì em sẽ tư vấn mọi người và nói cho mọi người biết là rõ ràng tình trạng luôn mọi người nhá. Rồi chiếc thứ hai là một chiếc A9 2018, A9 Pro đấy, có vân tay đằng sau lưng nhá. 1, 2, 3, 4 mắt camera này, bộ camera dài ngoằng luôn. Máy màu xanh, con này viền viết thì cũng có xuất sắc ở viền mọi người nhá. Cục sạc Type-C sạc nhanh này, jack tai nghe 3.5 đầy đủ luôn. Màn khá to. Và con này thì màn có ám nhẹ mọi người nhá. Màn có ám nhẹ, em bán 2 triệu thôi. A9 2018 này bán 2 sim nhá. Máy to tổ bố luôn. Cấu hình thì RAM 6, bộ nhớ 128GB này. Màn AMOLED này có ám nhẹ mọi người nhá. Đấy, có ám nhẹ mọi người để ý kỹ này. Đó, nó chia ra này, một chỗ trắng hơn một chỗ hơi hồng này. Đó, ám bàn phím mọi người nhá. A9 2018. Nói chung là ám nhẹ thì đảm bảo mọi người dùng tẹt luôn. Dùng 1, 2 năm nữa thì em thấy vẫn ok nhá, không có gì cả. Chỉ có ám thì em bán rẻ hơn đi thôi. Đó. Máy 2 sim 2 sóng 4G đầy đủ này. A9 này. Đấy, cam trước cam sau rất là ok luôn mọi người nhá. Pin trâu, cực kỳ trâu luôn, màn hình lớn, vân tay vân chân đầy đủ. A9 2018. Con này em bán 2 triệu tròn nhá, tặng sạc cáp đầy đủ, cường lực đầy đủ. Anh yêu thích thì alo cho em này. Rồi tiếp theo sang một con nữa là con Xiaomi Mi Mix 3. Con Mi Mix 3 này nó không khác gì một con máy tính bảng, mọi người to chưa? Mi Mix 3 này. Đằng sau lưng có vân tay camera cam kép mọi người nhá. Đó, kính camera sau thì cũng hơi xước rồi. Con này thì cũng bán rẻ cho mọi người thôi. Con này thì bán cho người với giá là 1 triệu 8 nhá. Máy to lắm, như một con máy tính bảng luôn. Đây, ở Mi Mix 3, RAM 464. Mi Mix 3 mọi người nhá. RAM 464GB, mọi chức năng ok, 2 sim 2 sóng. Đấy. Các bác nào ấy mà có tuổi rồi mà muốn dùng một con máy to ấy thì mua con này thì cực kỳ hợp lý nhá. Thay một cái máy tính bảng luôn. 1 triệu 8 Mi Mix 3, sạc cáp đầy đủ, anh thích alo nhá. Rồi tiếp theo một con nữa là con Oppo A3s này. Đó, máy thì màu đỏ. Viền viết đẹp mọi người nhé, lưng hơi sức phẩy này, cam sau cam kép. Con Oppo A3s này thì RAM 2, bộ nhớ 32GB, màn tay thỏ. Con này bán là 1.1 triệu mọi người nhé, A3s này 1.1 triệu nhé. RAM 2, bộ nhớ 32GB, màn hình xinh đẹp luôn mọi người nhé, sáng trong luôn. 2 sim 2 sóng. Đó, cam trước cam sau đầy đủ này. Ai mà đang yêu thích con A3s 1.1 triệu thì alo cho em nhé, 2 sim 2 sóng. Một con nữa cũng là con V30. Máy nứt kính này mọi người nhìn nhé, máy nứt kính nhé. Còn đâu là màn hình zin đẹp này. Con này thì chạy RAM 4, 4.64, màn 2K. Hôm qua hôm kia có một con đấy thì cũng rất là nhiều người chốt này. Hôm nay lên cho mọi người một con nữa nhé, cắm trước cắm sau đầy đủ hết mọi người này. Vân tay vân chân, camera kép này, viền viết còn rất là ổn, cổng sạc Type-C sạc nhanh mọi người nhé. Đấy, nó chỉ nứt kính như này thôi. Đây mọi người nhìn kỹ cho em nhé. Đấy, nó nứt kính như này. Em bán là 1.1 triệu thôi. Anh em thích thì alo cho em nhé. Rồi, tiếp theo là một con Z3 Pro. Z3 Pro con này em bán là 700.000 nhá. RAM 2, bộ nhớ 16GB. Máy sử dụng một SIM này, 4G rất đầy đủ hết mọi người nhá. Full chức năng đầy đủ này. Đó, Z3 Pro 700.000 đồng. Anh em thích thì alo giúp em nhá. Ok, cuối video thì em giới thiệu mọi người một con iPad mini 2. iPad mini 2 thì có sẵn bao da này. Đấy, mọi người nhìn thấy đẹp chưa? Bao da mọi người nhá, em tháo ra nhá. Máy thì khá đẹp này. Mini 2, máy đẹp keng luôn, gần như là vỏ viết đẹp này.
màu trắng mọi người nhé. Con này bản wifi 16GB. Đó, mọi người biết là mini 2 thì vẫn xem được YouTube này, tải ứng dụng chơi game bình thường nhé, nó không như mini 1 đâu. Đấy, mini 2 bản ZP, bản Singapore này. Đó, iOS là 12.5. Loa đài vẫn ok, cam trước con sau thoải mái này. Đó, con iPad mini 2 này thì em bán 2 triệu mọi người nhé. Bán 2 triệu màn zin nhạc này. Em bật nhạc cho mọi người nghe thử luôn. Sạc thay si nữa thì ok nha. Con này thì cũng có cái jack 3.5 mọi người nhá. Mọi người mua về cầm này này hát karaoke thoải mái luôn. Đó, iPad mini 2. Máy zin đẹp này, bản wifi nhá. Con này dùng được wifi thôi. Tặng mọi người ốp lưng này, sạc cáp đầy đủ. Em bán 2 triệu tròn nhá. Mini 2, ai yêu thích thì alo cho em. Qua Zalo là 0979622994 và số liên lạc thường xuyên là 0358479029. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em nhá. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nhá. Xin chào anh em mọi người.